Trong căn nhà này đã chứng kiến nỗi đau tột cùng của một người mẹ mất con. Chỉ vì một lần nhỡ mắng đứa con gái lớn 14 tuổi vì trông em không cẩn thận để em bị ngã, mà chị Hoàng Thị Re đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái đầu lòng. Đến bây giờ, chị Re vẫn không thể ngờ được chỉ vì lời mắng của mình mà đứa con tìm tới lá ngón để quyên sinh. Tôi mắng nó sợ, nó tự đi ăn lá ngón. Sau khi ăn về, nó đi ngủ với bà nội. Thấy nó kêu khó thở, bà nội hỏi sao cháu như thế. Bà nội hỏi nó ăn lá ngón à. Nó gật đầu, bà nội gọi đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện. Đi đến thì nó chết rồi. Trong căn nhà nhỏ tại xã Xuân La, huyện Bắc Nẵm, nỗi đau mất cha, vợ mất chồng vẫn chưa nguôi ngoài. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, người đàn ông 46 tuổi, chồng chị Sùng Thị Mai đã tự tử bằng lá ngón. Cuộc sống vốn đã vất vả, nay không còn người đàn ông lại càng vất vả hơn. Lúc em chưa về ở đấy thì ông cũng đã ăn 2-3 lần rồi. Sau đó ông đi à, sau đó em về đây là em về lấy chồng được 6 năm. Sau là năm ngoái thì ông lại ăn lần nữa, xong là ông lại mất rồi. Cây lá ngón được xếp vào danh sách thuốc độc bảng A, ăn 3 lá có thể tử vong. Ở những bản vùng cao huyện Bắc Nẵm, cây lá ngón mọc khắp nơi, có khi mọc sát nhà. Hầu như năm nào, ở huyện vùng cao này cũng có vụ tự tử do ăn lá ngón. Nỗi đau khắc khoải của người ở lại khiến lá ngón trở thành nỗi ám ảnh của người dân vùng cao bao đời nay.